nào ai cũng thấy toàn áp lực, công việc làm thì không ngơi nghỉ, sức ngó ai cũng muốn rộng thêm. Chuyện của công ty tôi thế đó, nếu vui thì chẳng có làm sao, thành công thì phải từ từ chớ khó tính thế sợ sếp ơi. Nếu đã đứng trên biết bao người, tôi tin điều gì sẽ tốt hơn. Sếp nói nhân viên lắng nghe nào, ở hay ai nào đâu lên tiếng. Nơi đây công việc luôn nghiêm túc, nơi đây tinh thần luôn vững tin, không ai chưa từng khó khăn nào, tương lai mong thành công sẽ đến. Nơi đây công việc luôn nghiêm túc, nơi đây tinh thần luôn vững tin, không ai chưa từng khó khăn nào, vì tương lai sáng tươi hơn. Khó khăn nơi này chỉ làm cho ta tốt hơn. Chào chú. Chào chú con. Ơi, nhân một buổi sáng đẹp trời, khi mà dần dương đã ló dạng, sôi rọi lên khắp nhân gian này, những bông hoa đua nở, và công ty của chúng ta đang với một tinh thần sảng khoái nhất. Dạ, con xin kính chúc chú luôn luôn tươi trẻ khỏe, lúc nào thân tâm cũng an lạc hết. Dạ. Hết chưa? Dạ hết. Chú nhất thì chú cảm ơn con. Dạ. Nhưng mà khổ quá, mày hỏi thăm sức khỏe mày chút thôi, mà cái gì đó mà màu mè qua lá hẹ dữ vậy. Dạ tại vì con quen rồi chú à. Dạ. Tại vì con là người lúc nào cũng nói ra những lời hoa mỹ, làm đẹp lòng mọi người, cho nên là con chúc chú như vậy. Nhưng mà nói xong rồi cho con xin một miếng nước sôi. Tự nhiên đi. Dạ. Tự nhiên đi con. Dạ. Nè. Dạ. Mà chú nói thiệt chứ. À, lấy nước sôi đi, lấy trước dạ, đi. Dạ, dạ, dạ. Mà chú nói thiệt với con nha, đàn ông con trai tươm tất, nói chung là dáng khéo là tốt. À dạ dạ dạ. Nhưng mà con hơi bị vượt bức tường âm thanh đó. Hơi bị lố đó con. Trời ơi, đàn ông gì mà cao chuốt quá đi. Dòm tưởng người ta tưởng mình bóng mà. Trời ơi, con nói chú nghe, người ta nói tốt khoe xấu che. À. Cái body của con nó đẹp như vậy thì là con muốn show ra, con show ra. Vậy hả? Dạ dạ. Cho nên là con chọn những cái màu sắc nó tươi trẻ, nó khỏe khoắn để mà mình làm đẹp mắt mọi người. Dạ con mình, tại vì mình mặc gì mặc mình đẹp trai được. Dạ. Cũng đồng quan điểm với con. Dạ. Em mới thiệt, tại vì chú già rồi. Chứ mà lúc mà túi chú mà bằng tuổi con đó hả? Khỏi so luôn. Trời ơi, vậy đó hả chú? Dạ. Nhưng mà con nói thiệt với chú, con cũng góp ý chú luôn. Thật ra thì nãy giờ, dạ con không hài lòng về cái cách mà chú nói con mặc đồ không có đẹp á, không hợp. Dạ, con rất là buồn. Nói chung là con không muốn nói chuyện vui đúng không? Dạ. Chú không muốn nói chuyện con. Chú, con chào chú. Trời ơi, công nhận nha, chú hả là người lớn, chú nói gì cũng đúng hết trơn á. Dạ, đúng cái gì? Thì đó, chú nói có người ăn mặc lòe loẹt rồi không có đúng với lứa tuổi của mình. Nè, có muốn tháng này có lương không hả? Thì em có nói anh đâu, tự nhiên anh nhột vậy. Em chỉ nói là chú nói đúng thôi mà. Thôi, nhưng mà nói gì thì nói, có đôi khi mình phê bình người ta đó, cái mình cũng phải coi lại mình. Dạ thì đúng rồi chú. Mà con đó, con coi lại con đi, con coi tác phong con ăn mặc khi đi làm việc đi. Dạ, nghe không? Con thấy đẹp. Đi làm việc đẹp gì? Đẹp là chỗ khác kìa, con ăn mặc cái kiểu này giống như con đi picnic, đi du lịch hay gì sao á. Rồi bây giờ vậy nha, khoan, cho phép con được rút lui nha. Con không có muốn thèm nói chuyện với chú đâu nha. Chứ chắc chú thèm nói chuyện với con à. Chú. Chị. Sao nay chú khó khăn với con vậy? Không phải khó, tại chú là người lớn mà chú thấy gì hơi sai sai là coi như là chú. Nhưng mà chú mặc anh chuyên, tự nhiên chú chê con vậy. Chú phải mốt chỉnh đốn rồi đi. Nghe, lo công việc trong công ty cho nó ngon lành. Chú. Lo công việc trong công ty cho nó đẹp, cho nó hoàn thiện, cho nó thật là thành công là ngon à. Thôi con đi làm, con nói chuyện với chú nữa đâu. Nhớ sửa lại nha. Trời ơi, cơ quan là thiên đường, gì mà giống toàn có tiên mắt đọa không nhưng không biết. Đứng lại. Làm gì mà hấp tấp mà chạy, ăn mặc đi làm vô cơ quan mà sao lại không chịu bỏ áo vô thùng đàng hoàng dòm đi rồi vô đây rồi sân xa giống như ở ngoài đường giật đồ chạy vô đây trốn vậy. Vậy
Sao? Dạ, con kính thưa chú Thiện bảo vệ security của công ty mình. Sáng nay con đi làm trễ, con biết con đi làm trễ cho nên con không kịp đóng thùng. Nhưng mà cái chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Một lát con vào trong văn phòng con đóng sao cũng được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì con đi trễ cho nên con mới vội vã con chạy vô. Chứ tâm lý của một đứa đi trễ mà đi bình thường chậm chạp người ta sẽ kêu con khùng. Hồi nãy chú mới nói con là gì? Chạy vô xứng xa xứng xác, nghĩa là không dòm thấy ai hết trơn, trời, giống như giật đồ mà chạy vô cơ quan trốn vậy đó. Con xin lỗi chú, trong cái xã hội này không có một đứa nào giật đồ mà mặc đẹp trai giống như con. Con lầm, bây giờ nó giật đồ nó ăn mặc còn đẹp hơn để người ta lầm nữa đó con. Coi như cái câu vừa rồi con chưa nói đi. Rồi chú nói con là giật đồ là chú đang xúc phạm danh dự của con. Chú nói giống thôi mà. Con là sống trong một cái gia đình văn hóa, nằm trong một khu phố văn hóa. Từ lớp 1 tới lớp 12 con học sinh giỏi, con làm lớp trưởng. Mà bây giờ để cho chú sỉ nhục con, chú kêu con là giống giật đồ, giống cô hồn đầu đường xó chợ. Ủa ta đâu có nói cô hồn đâu. Thì cái ý ngầm của chú là vậy á. Chú đâu có. Dạ thưa chú. Sao? Bây giờ con trễ giờ làm rồi đó. Bây giờ con xin phép con đi vô được chưa? Nhớ không được đi trễ nữa. Còn lần nữa là ghi sổ nha. Được chưa? Tức quá mà. Nhìn cái mặt này, nhìn cái thái độ tức tối của em là anh biết rồi. Bị góp ý về phong cách, về thần thái, về ngoại hình đúng không? Chứ còn gì nữa. Nghĩ sao vậy? Thì em mặc đồ vậy nè, thì em chưa kịp đóng thùng thôi. Thì nói em, chứ làm gì hạch sách em. Ủa, bảo vệ thôi mà. Nhắc tới anh giận rung hết. Nãy giờ anh cầm ly nước mà anh rung mà đổ không còn một giọt nước nào mà em biết không? Ủa, anh cũng bị góp ý hả? Vậy nè, nhìn đi. Nói thật lòng cho anh biết đi. Màu này nhã nhặn không? Không. Không, ý anh nói là màu sắc nổi nhưng mà cái con người anh nó nhã nhặn không? Nhã nhặn. Đúng không? Anh là ai? Anh là mặt trời. Cho nên anh phải mặc, đây là những cái tia mặt trời. Ý anh muốn nói là gì? Anh đi đến đâu là sáng đến đó. Vậy đó mà nói anh là mặc lè lè, đi làm văn phòng nam mà mặc đồ như nữ. Nói anh vậy ra anh để yên hả? Nói anh vậy để yên. Anh hiền quá, người ta leo lên đầu lên cổ ngồi. Gặp em là em đập. Đập ông luôn. Em đập đầu vô trong vách tường em chết cho rồi đó. Bị sỉ nhục quá mà anh. Bây giờ sao ta? Bây giờ mình không có thể nào mà để cho ông đè đầu cưỡi cổ như vậy được. Nè, mình phải cho ông biết tụi mình là ai. Anh. Đúng. Cái gì? Anh đừng có quên cái tấm gương của anh Đức đó nha. Bây giờ nói chung á, mình không dùng sức thì mình chuyển qua mình dùng cái này. Em hiểu không? À, lại lấy cái tóc của em. Bậy bạ. Cái tóc là cái gì? Mình dùng mưu. Quay đây. Gì? Hai đứa mình bữa nay mặc đồ hợp nhau luôn. Quá hợp. Sao? Có nghĩa là bây giờ mình sẽ không dùng sức. Đúng. Mình dùng mưu, tức là mưu kế nè. Là mưu toan, mưu tính nè. Mưu mẹo. Âm mưu là... mô. Nói chung cái gì có chữ mưu là mình dùng. Đúng. Em có cách gì không? Chưa suy nghĩ ra. Có rồi. Có rồi mà. Anh có cách rồi. Sao sếp? Nghĩ sao mà kêu tôi mặc cái này? Nó đâu có phù hợp với tôi. Trời ơi, tụi em biết là cái gu thời trang này nó không có phù hợp với sếp. Nhưng mà sếp phải thay đổi. Mình là con người mà, mình phải có nhiều phong cách trong cuộc sống. Như vậy mới nhìn vô thấy mình là ôi trời ơi, một người sếp đa dạng, đa phong cách. Trời ơi, cái gì mà cũng biết hết, mà giỏi quá. Đúng rồi, thôi để anh tiếp lời. Dạ. Dạ. À, sếp có biết Lady Gaga không? Thì bây giờ vậy nè, thật ra nói đi nói lại cũng là chỉ cái ý là vậy. Tất cả mọi người trong công ty muốn
được ngắm nhìn sếp mặc bộ đồ này một lần cũng được. Và như vậy thôi rồi, sau đó sếp muốn bỏ, muốn vứt đi, muốn đốt đi cũng được. Chỉ cần một lần như vậy thôi. Thật ra thì tôi rất là ghi nhận cái tấm lòng của các bạn. Dạ. Thôi được rồi, tuy rằng cái bộ đồ này nó không có hề hợp với tôi chút xíu nào hết, nhưng mà để đáp lại cái tấm chân tình của các bạn, tôi sẽ nhận món quà này và tôi sẽ mặc trong một ngày gần nhất. Sếp nói lại một lần đi, là sếp sẽ mặc cái bộ đồ này trong một ngày gần nhất. Yeah, thành công rồi. Trời ơi, ấy là mình đã tặng quà cho sếp. Mãn nguyện rồi. Cảm ơn sếp. Rồi, bây giờ thì đi làm việc đi cho đúng deadline nè. Dạ. Yeah. Trời ơi, em nôn quá anh ơi, em nôn. Nhìn thấy bộ đồ sếp mặc quá. Trời chắc đẹp lắm ha, như thiên thần. Ui, nè nè, bây giờ mấy đứa nể cái mưu kế của anh chưa? Nể. Công nhận lợi hại thiệt. Mình gài một cái là sếp dính liền cái bẫy liền. Em nghĩ thật thôi. Nè nè, coi đây. Con ta mặc bộ đồ vô đẹp quá đâu. Trời ơi. Dạ, mà giống như là mặc cái bộ đồ đó giống như không có nết. Trẻ trâu dễ sợ luôn. Cài cái nơ trên đầu. Chào sếp. I don't care. Trời ơi, một cái câu rất là ý nghĩa luôn. Thôi sếp ơi, để chuyên đại diện như vậy, hai đứa em còn lại để chuyên có đôi lời góp ý về cái bộ đồ này nhận xét á. Thật ra là lúc mà chuyên đi mua với các em á, chuyên không nghĩ rằng là nó đẹp đến như vậy. Hồi nãy chi có nói hai em mới là thôi, tự nhiên giống như là thiên thần xuất hiện công ty mình luôn á, trẻ đẹp mà, đúng không mấy đứa? Dạ, thiệt, em nói thiệt hả? Sếp mặc vô giống như là cái bộ đồ này nó sinh ra để dành cho sếp á. Đúng rồi. Mà thật chuyên nghĩ là nếu mà sếp không mặc bộ đồ này, là bộ đồ này là để bảo tàng luôn, cả trăm năm không ai dám mặc luôn. Đó. Tại vì chỉ có sếp thôi hả? Đúng rồi đó. Nếu mà anh kia mà anh không có kêu em á, là em tưởng bạn em tới kiếm em đó chứ. Trẻ quá trẻ luôn sếp ơi. Trời, tôi nói thiệt nha, tôi mặc cái đồ này á, tôi thấy nó kỳ lắm. Tại vì nó không có phù hợp với tôi. Mà tại vì mấy anh mấy chị tặng cho tôi rồi, mấy anh mấy chị kêu là phải mặc, để không mặc mấy anh mấy chị giận. Đó, chẳng những nó đẹp mà nó toát lên cái vẻ từ bi của sếp nữa. Trời ơi, mặc để thôi người khác giận là một cái nét đẹp mà nó đẹp từ bên trong đẹp ra. Hay, em nói thiệt, tự nhiên tóc nha, bây giờ cột cái nơ là giống mấy cái bà nội trợ nè. Cái áo thì rất là satin, mặc cái quần lửng lửng giống như thập niên năm 1900 hồi đó. Là tự nhiên mặc cái quần này mà mấy cái râu rút này nó lạ, rất là đẹp luôn á. Nó lạ mà không ai dám mặc luôn á sếp. Tôi chỉ mặc một bữa hôm nay thôi, tôi không bao giờ tôi mặc nữa đâu. Chú coi sếp bên đây mặc đồ đẹp ghê chưa kìa. Chú thấy không, sếp mà nữ xin lỗi, sếp nữ thiên thần chứ không phải là ma nữ. Mình dạ, hay quá. Chào sếp. Dạ, chào chú. Hôm nay sếp mặc bộ đồ này thời trang lạ quá, mà tôi nghĩ mình phải coi lại đó. Ở đây là một cái công ty về kinh doanh mà. Bộ chú thấy con mặc cái bộ đồ này nó kỳ lắm hả? Chú nói là sao không có kỳ đúng không? Trời gì thì quá đẹp rồi. Đẹp ra với mặt đâu. Đúng là không có kỳ. Nhưng mà tôi nghĩ công ty của mình á, coi như là một cái thiên đường đi. Mà ở đây có nhiều người rất là cá biệt. Nên tôi nghĩ là cái thời trang về công ty, thời trang công sở này nên coi lại. Thôi, để tôi mở cửa mấy cái phòng làm việc chút. Sếp đừng có tin những cái lời nói đó. Cái chú Thiện này chú không có bắt thời trang. Trời ơi, làm sao mà chuyên đi lựa đồ mà mặc thể mà như vậy được. Sếp đang coi lại chú Thiện thì đúng hơn á. Thật ra thì tôi bộ đồ thì nó rất đẹp, nên tôi không có bàn cãi với bộ đồ. Nhưng mà tại tôi thấy tôi mặc không hợp thôi. Tôi thấy chú nói là cũng đúng. Đúng, em thấy sếp mặc hợp. Sao đúng? Sếp mặc hợp đẹp lắm. Hợp không? Hợp. Tôi mặc được hả? Được. Được một bữa thôi nha. Ngày mai bỏ nha. Trời ơi sếp. Cười cái gì? Gì? Anh đang ngạc nhiên nè. Gì? Mình cứ nghĩ là ông Thiện ổng sẽ la tụi mình thôi, ổng góp ý tụi mình thôi. Tại sao sếp ma nữ ổng cũng chơi luôn? Ờ ha. Đúng rồi. Bây giờ nói mới để ý nè. Trời ơi. Trời ơi cái gì nữa? Làm
tốn tiền bộ đồ nè. Bộ đồ này chia ba nha. Bộ đồ mà tặng sếp nữa là chia ba nghe chưa? Thôi. Thôi đâu chia ba. Anh lớn nhất, anh bày ra cái mô này. Ủa? Thì anh tự chia đi đúng không? Rồi. Không tự chia bắt người ta chia. Trời ơi, cái bộ đồ này là phải hồn. Chỉ làm cho ta tốt hơn.